trong cánh này là nó sẽ rất co với cánh này, không rất co với cánh này. Ở đây là diễn rồi, còn ở cánh này là chưa có diễn. À, mình sẽ diễn con cá sói nó ở một tư thế đối diện với lại nhân vật này. Thì con cá sói nó ban đầu nó ở phía sau thì càng có phía sau hàng rào có một cái lùm cây ra là cái thảm họa ban đầu để chuẩn bị cho nó hay quá. Theo soi bon, theo soi bon đây chúng ta sẽ có những cái đồng này rất là tự nhiên của con cá sói ở phía sau cái lùm cây. Lùm cây là phía sau hàng rào, nó không tới thì hàng rào nó sẽ phá vỡ hàng rào nó nhảy tới đi ra phía trước. Đây là một cái cảnh khó tại vì sẽ có bối cảnh ở đây layout là khá tốt nha. Nó có vài bạn tiến vào và quay lại, còn con chó sói nó tiến vào và quay lại. Trong cái công đoạn để mà trước khi mình làm một cảnh đó, thì cái người giữ sức có cái nhiệm vụ là mình sẽ chụp layout để mình xem cái động tác cho cái yêu cầu của cái cảnh ta diễn, để mình nắm được cái thời gian như là cái ý đồ diễn của cái người layout sẵn cho mình. Ở đây là một cái bản quay để chúng ta, cái người diễn xuất có nhiệm vụ là diễn theo cái yêu cầu của cái người đạo diễn, người ta đã soạn sẵn cho mình từng bô scene một. Chúng ta chỉ dựa trên đó để mà diễn cái hình ảnh, cái nhân vật mình muốn diễn. Trong cảnh này là nó có theo cái yêu cầu của bản quay, là người ta yêu cầu là khi con chó sói nó đi vào ở đây nó sẽ còn có một cái lùm cây nó che ở phía trước con chó sói, thì nó đi vào cái lùm cây nó sẽ đồng đậy và con chó sói nó ngửi dưới đất. Cái lý do là theo cái câu chuyện là con chó sói nó đi tìm con mồi của nó đánh hơi, nó ngửi dưới đất. Đó, thì nó thấy là con mồi nó ở phía bên kia hàng rào, thì lúc đó nó sẽ ngẩng lên. Với những cái cảnh diễn về thú vật như thế này á, thì chúng tôi có nhiều cái tài liệu để tham khảo. Tôi sẽ dùng những tài liệu những con vật, chọn những ta đang diễn con linh cẩu. Tôi sẽ dùng một cái đĩa DVD để theo dõi cái động tác thật của con vật để ứng dụng vô cái phim hoạt hình đó. Còn riêng với những nhân vật như là người hoặc là để diễn một cái tình cảm á, thì chúng tôi sẽ theo dõi những cái cuộn băng của Châu Phi. Rồi chúng tôi nghe đĩa, nghe qua cái âm thanh của cái đoạn mình cần diễn để hiểu được cái cảm xúc của cái nhân vật nó cần diễn ở cái đoạn nào. Thí dụ như giận dữ, vui hoặc buồn, nên tôi sẽ nghe âm thanh và dựa trên một cái yêu cầu của cái bản quay này, người ta sẽ có làm một clip scene. Đó là nói về nhân vật người, chúng tôi sẽ làm vậy. Còn riêng thì đối với nhân vật, những con vật thú thì nó cũng
tương đối là đơn giản, thì chúng tôi dựa theo những cái tài liệu có sẵn, và đồng thời chúng tôi phải làm nháp rất là nhiều để sửa đi sửa lại để chọn kết quả cuối cùng. Mà khi một người sếp người ta đồng ý theo quyết định ok thì cảnh đó mới được đưa qua assistant để người ta làm sạch lại. Còn đây là cái giai đoạn tôi đang diễn cái con gen nó tung hàng rào. Như các bạn đã thấy lúc trước tôi, đoạn trước tôi đã làm chụp lan test, chụp layout. Còn đây là cái nhiệm vụ của người diễn xuất, bắt đầu thực hiện cái ý đồ của người đạo diễn. Đó, chúng tôi sẽ làm giải quyết bằng những cái mà chúng tôi cảm thấy cần sáng tạo hơn để đi cho cái cảnh nó sinh động hơn, nó đẹp hơn so với cái layout ban đầu đã chuẩn bị. Cái nhịp, cái nhịp cho cái nhân vật mình cần diễn. Vậy tôi sẽ lên xem thử coi cái này nó đúng theo ý tôi muốn hay không. Lên bơi mày coi dùng cái này. Như trong cái hoạt họa này là gần như là hoàn chỉnh. Bây giờ mình sẽ điều chỉnh một chút xíu về nhịp để cho nó rõ hơn. Ví dụ như là cái khoảng này, cái khoảng chuyển động này có thể chậm hơn. Thì con chó sói nó tìm nó quay qua bên đây. Quay qua bên đó, tìm bên đây và nó quay qua. Nó quay qua thì cái khoảng đánh hơi đó nó phải chậm hơn để ta thấy rõ là nó đang nhìn về phía bên trong của khu vườn.